Hello everyone xin chào ông bà cô chú anh chị em hôm nay cho mình làm cái video hơi mấy hôm kia thì um, ông bà cô chú anh chưa biết là có con ở nhà rồi mình đi làm về phải lo cho nó ăn cho, cho nó học và cho nó tắm thời gian nó đi qua nhanh quá à, bữa nay thì thôi đã có nhiều thời gian một chút xíu thì um, cho thôi làm cái video hơi sớm một chút thật ra là thôi nó không muốn nói về cái thằng kia nữa phải không hình như là nó hết chuyện nó để nói rồi bây giờ đến đến khúc mà mình mà nó cũng làm ba bốn cái video cũng như là nó năn nỉ cái ông tâm trương để để điều tra những cái gì mà nó đã mình đã giải thích như vậy rồi một người mà có một chút tí thức á, ăn học á, họ thì hiểu liền à Chỗ đó một người như nó với mình nói nó cũng không có hiểu nhưng mà à, nó có vài điều thôn đi muốn nói nó tại vì thôn đi thôn đi có coi một chút xíu thôi chứ mình không phải là nói mình không có coi. Thường thường là thôn không có coi cái video của nó chỉ nghe sơ sơ bỏ qua bỏ qua nhưng mà cái comment thì thôn đều đều đọc hết tại vì thường thường cái mình nó nói nó nói những gì mà trong cái video của nó đó thì mình dễ hiểu hơn cho ai mà ngồi cái dòm cái mặt của nó mà coi mà mà mà, chịu được thì um, bữa nay thật ra thông đi muốn nói hồi bữa tối hôm qua đó thông đi cứ coi mấy cái video của yến nhi phải không thì nó nói về cái vụ của chú xuân với lại anh mía um, Tony coi thì Tony cũng thấy bất cười những cái câu chuyện mà mà chú Xuân nó kể qua về cái cái bà nào đó muốn mướn phòng cho chú Xuân nó <laughs> bất cười quá <laughs> Nhưng mà đối với Tony á thì Tony coi xong hết rồi thì con đi có cũng có nhiều chuyện Tony muốn nói về cái, cái 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 vụ này lắm, từ ban đầu từ ban đầu lại hết. Chứ Tony nói ra như vậy thì cái đó chỉ có chỉ có cái cảm xúc của Tony thôi chứ không mình tính gốc này là Tony không có nói đến ai hay nói cái gì hết á. Ai cũng có một cái bổn phận trong cái vấn đề này hết. Cũng như Tony hồi trước kia mà xía vô mấy cái chuyện kia cũng vậy nữa thôn đi cũng có một phần sai có thôn đi trong đó nhưng nhưng mà mình thấy được cái nào thì mình nói cái nấy thôi chứ thôn đi không có phải là lên đây có một người nào đó mà nói này nói kia thì bữa uh, nay cho thôn đi có, có có nói về vài điều thôn đi muốn nói cái thứ nhất là thôn đi muốn nói nó ngồi đó nó nói uh, cái đúng là con người không biết hiểu chuyện thì ông bà cô chú anh chị em hồi bữa hôm qua thôn đi làm cái video á uh, phải không thôi này không phải là người lên mạng mà nói hết người này nói hết người kia nói hết người nọ không có người ta bỏ lên trên mạng á phải không cái đó là cái việc công việc người ta người ta coi còn em thì không có biết cái gì hết em thì chỉ suy đoán những gì trong đâu em em thì nói hết người này em thì nói người kia phải không em thì em thì đừng nói là em thì không chửi nhiều người lắm em thì đã làm nhiều chuyện như vậy lắm rồi ý của thôn này thôi này không phải là như cái nói ô mày bỏ lên trên mạng ấy, mày mà không phải Thôn tự hào những gì thôn đi có gia đình của thôn đi, thôn có con, thôn thôn đi thích chia sẻ vậy với ông bà cô chú anh chị em chuyện là bình thường thôi. Phải không? Thôn không có lên đây mà you know chửi người này chửi người kia. Thôn đi biết bên này thôn đi nói thẳng cho Andy nghe không? Thôn đi biết cuộc sống của Andy nó ra Chúng sao chứ không biết. biết đâu phải không? Andy thôi không có nào thôn nói, thì nói, thì nói ý đó. của thôn đi nói cho Andy hiểu là biết không? Mình muốn lên đây mình muốn nói cái gì mình phải đưa cuộc sống của mình nó ra nó tốt đẹp hơn người ta. Phải không? Thôn không bao giờ nói cuộc sống của Andy ra, ra sao? Andy có một gia đình, có con. Phải không? Nhưng mà tại sao em em thì không bỏ lên đây mà em thì cứ nói gia đình người ta trước khi mà em đều nói người khác á thì em phải đưa ra cái gì đó là em thì giỏi hơn người ta. Chứ em là một ngày một thằng đi sửa đi sửa máy lạnh, đi sửa mấy chuyện kia nhưng mà em lại coi như là em thì quan trọng lắm vậy á. Phải không? Học 2 năm trong trong community là lấy cái bằng 2 năm á không có nghĩa cái gì hết á. Phải không? Thôi không muốn nói mấy cái điều này nhưng mà em thì còn coi như là thông đi ngu thôi không biết gì để tôi, tôi nói cho em đi nghe không chắc thôi nghĩ em thì cũng biết thôn này là ai mà sao không biết được không từ cái năm 97 đến 2003 trong năm 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 đó đủ hết cuộc đời của em thì cũng làm chưa bằng cái năm năm của thôn đi nữa đó yeah. nhưng mà thôn không muốn nói tại vì không phải không có gì tốt đẹp hết cũng không có gì mà mình nói ăn thua để làm chi chứ em thì có lên đây em thì nói người này em thì nói người kia nhưng mà em thì không có nhìn bản thân của em đi phải không nhìn lại gia đình của em gì đó phải không nhìn lại cái cách mà em thì sống với vợ con của em gì đó rồi em thì lên đây em thì nhìn lại bản thân của mình rồi em thì mới nói người khác Chứ Andy thích nói người khác mà Andy không nhìn bản thân của Andy Hiểu chưa? Chứ không phải là Andy cứ đem lên đây để mà thôi đi, thôi không cần thèm coi mấy cái chuyện đó Tôi không có thích là Andy cứ nói móc mé người này, nó mé người kia, nói người ta được Nhưng mà Andy không nhìn bản thân của, của Andy được Tại sao Tony cứ nói Andy bài cái vụ mà ở bên Houston biết bao nhiêu người thấy Andy ở casino á Andy nói là không phải đi Có không? Tại sao mỗi lần Tony nói mấy cái điều này là Andy nín vậy không còn ví vụ mấy chuyện kia ta nói là thôi nó không bao giờ nhắc tới tại vì thôi biết không thôi không có chơi dơ như Andy đâu cái nào thôi nó cần nói thì nói thôi nên nó nói rõ ràng như vậy ở bữa hôm qua rồi giúp được ai thì giúp còn giúp không được người ta thì thôi phải không chứ tại sao mà cứ xí vô kiện của người này không làm không chưa bao giờ thấy Andy giúp được ai hết đâu thấy không cuộc sống của Andy nó ra sao Andy tự biết mà không người Andy nói tật người này xấu người kia xấu một ngày mà Andy không uống bia anh làm được không Andy có nghĩ được không Hả? Anh đi nói đi. Anh đi bỏ được không? Hiểu ý đi nói gì chưa Andy? Phải không? Không phải là mình mình không nói là người ta không biết. Phải không? Che dối thiên hạ nhưng mà che dối bản thân của mình không có được đâu Andy. Hiểu ý Tony nói gì chưa? Thông đi có làm sao? Thông đi để cái coi làm vậy. Không phải như Andy đâu. Andy giấu đủ thứ chuyện ấy. Cái tật xấu của Andy. Cái cuộc sống của Andy. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì Andy thích đùa người này người kia. Nhưng em không dám đưa cái cuộc sống của em thì nó ra sao Cho ông bà cô chú anh chị em coi Không phải là người ta không biết mà thôi thấu không biết Hiểu chưa Nói như vậy đơn giản như vậy cho cho, hiểu Chứ, thấu thôi đi làm ơn là Cần có muốn cho em thì cho coi Cho coi vợ có con cái em thì Nhưng mà em phải hơn người ta Biết không Mình muốn nói ai Cái người này ghiền cái này gường cái kia Nhìn bản thân của mình trước đi nha yeah cho hai cái chuyện mà Tony mới nhắc hồi nãy em làm ơn trả lời dùm có hay không hả có nghĩ được không mà tại sao mỗi lần Tony nói là cứ im không phải im là người ta không biết đâu em ơi không phải không có ai ngu hết á thôi bữa nay nói cho em nghe rõ rõ một chút thường thường Tony thích nói vòng vòng vậy biết tại sao con người của em thì không phải là không biết Tony đang nói cái gì nhưng mà giả điên lắm cũng như là tứ chính bản thân của mình dịch hai cái lỗ tai của mình lại cũng như là mình không nghe được cái gì hết á người ta biết hết á em ơi thôi cho Tony nói cái phần thứ nhì nha bữa nay khán giả của em thì nó đem lên um, có hai người người kia hồi trước kia thôi em thấy cũng 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 ra sao đó nhưng mà cuối cùng thì bữa nay cũng là một khán giả của um, nói ra mấy cái người này không được cái gì hết á thật thật ra hồi giờ thôi nên không có biết nghe um, <laughs> à, mỗi ngày lên làm một điều tốt á nói về cái gì um, ăn khoai không đâu có đâu biết đâu trời ơi bên đây Tony nghe được con nghe thấy bắt cười nếu mà um, anh khoai mà không giải không giải thích cho thôn nghe cái đó là ý nghĩa gì á thì thôn đây cũng không biết đâu cảm ơn cho giải thích cho hết người trên mạng để hiểu được uh, là anh đào cao bình với lại sao mai là thứ nào nhưng mà nó không nghĩ nó không có nói sai phải không hai người thích ngậm cái thứ đó mà. <laughs> xin lỗi nha nhưng mà cái này tôi bỏ qua không có được phải không Túi đi nghe đó, người thấy bất cười đó, thì em đi nó nói Ô, thôi đừng có nói mấy chuyện dơ bẩn cái nhìn cái anh không có gì dơ hơn cái mặt của em thì đâu em đi ơi. Nha. Yeah. Next time nhìn cái mặt của em đi trước khi thì em đi nói cái gì vậy? Mặt của em đi nó dơ thí mẹ luôn. chứ không phải là nó sáng sủa gì đâu. Còn còn nữa chứ. tôi này vừa nghe thấy nghe thấy không um, uh, anh anh khoai á với lại đi nói chuyện hình uh, như là body uh, hồi giờ nó hửi cái mùi của của cái người kia nó nó quen thuộc lắm nó hửi được cái mùi người khác mà giống 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 như vậy là là, là, là nó biết liền à <laughs> hai người nói chuyện thấy cái thấy, thấy cũng ok á nha nếu mà không biết nhưng mà thấy chắc 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 cái kiểu uh, body chắc chịu uh, anh khoa không nổi đâu chứ thấy body chắc chịu không có nổi đâu không, không 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 chịu không có nổi đâu le le thì không không biết nhưng mà chắc anh khoa chắc kinh nghiệm hơn nhiều của của body chắc gì cũng út thôi à anh khoai thì chắc bây giờ bằng <laughs> tôi tôi đâu ông nói bậy nữa nha, xin lỗi ông bà cô chú anh chị em nhưng nhưng còn bơi đi nữa bơi đi nói là đi khoái uh, uh, cái đứa cháu mỗi ngày lên làm một điều mới phải không trời ơi bơi đi ơi tuổi của bơi đi giờ mình thấy mình thấy mình mất cỡ nhục dùm, bơi đi tự cao tự hại quá đi Thôi đi nghĩ chắc <laughs> Bà đi ngồi ở nhà bây giờ tưởng tượng chưa gì hết là đã xong ra hết mẹ <laughs> Xin lỗi Xin lỗi cho ông bà cô chú anh chị em dừng cái nói chi mà gặp Ngồi ở trên Ở trên cái, cái, cái laptop Ở computer gì Ngồi đó là cũng xong ra rồi. <laughs> rồi còn chuyện đó à, xin lỗi ông bà cô chú anh chị em nhưng mà thôi này thấy bỏ mấy chuyện đó qua không được thấy <laughs> cũng bất cười lắm À, thôi chiều cho tôi đổi hướng nha bữa hôm qua tối hôm qua thôi nên có thời gian thôi để có coi mấy cái video của Yến Nhi nói về lele á bảo chuyện của chú Xuân rồi cái chuyện của anh Mía uh, cái chuyện của anh Mía thì thôi thấy cũng bắt cười thiệt cái <laughs> đời này có nhiều tủ thứ người mình không biết ai tốt ai xấu không không, không có cái vấn đề gì hết nhưng mà nếu mà ông bà coi chú anh chị em muốn muốn biết được cho ai cái chưa có coi qua bên yến nhi coi mấy cái video thôi nên thấy cũng 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 bắt cười lắm tôi đã nói ban đầu rồi phải không cũng ai cũng có sai ai cũng có đúng hết nhưng thôi đi muốn kể lại cái câu chuyện từ ban đầu hết phải không không ai hoàn hảo hết cái người mà đang giúp uh, chú xuân với lại anh mía đó đương nhiên rồi phải không ai cũng nghĩ là cái người này có cái gì đó cái gì đó hết nhưng mà cái cuộc sống của chú chú xuân với lại anh mía đó, nó tốt đẹp hơn hơn cái hiện tại bây giờ phải không từ le le đến từ ai cũng có phần hết á chỉ có người nào xấu hơn bây giờ đó. bây giờ cũng như là không phải là mình nói người nào xấu hay người nào xấu ai cũng xấu hết có người xấu hơn hay là người xấu ít thôi không ai không ai hơn ai hết á phải không bây giờ mình nếu mình nói ra nếu mà bây giờ cũng như là nó đổ ra như vậy rồi mình ngồi đó mình nói ô le le nó vậy nó kia thì cũng đúng thiệt phải không nhưng đối với Tony Tony nghĩ lại ai không ai không ai hoàn hảo hết nhưng mà nếu ban đầu mình nghĩ ra con người này đã giúp người ta như vậy rồi mình biết nhìn một bước đó, mình đừng có mình đừng có uh, xía vô mà hại những người như chú xuân hay anh mía nhưng ngày hôm nay đó, mình nghĩ cái kết quả nó rẽ ra sao ông bà cô chú anh chị em phải không ai cũng có tội hết á không ai không ai hoàn hảo hết nhưng cái người mà đang giúp họ đó họ nghĩ là ô họ, nếu mình nghĩ mình mình đủ mình giỏi hơn họ đó thì mình nên làm còn nếu mà mình mình không làm nổi á mà tại sao mình đi hại mấy người nó như vậy Ông bà cô chú anh chị em Cái nhau Đúng, có thể là sau này uh, mấy người mà mà, mà có giúp uh, le le đó hay là nghĩ là cái người kia mà giúp uh, chú Xuân hay anh Mía không có được tốt á. Mình phải nhìn lại bản thân của mình tại vì là họ làm tốt hơn mình nhiều. Còn đối với Tony thì Tony cũng thấy nó như vậy thôi. Bây giờ mình nhìn ra được một thời gian nó qua rồi mình thấy được uh, um, cái nói là họ ăn chọn tiền người này, ăn chọn tiền người kia nhưng mà thôn này không thôn này không chưa thấy cái bằng chứng gì hết nhưng mà trước mặt thôn này thấy á, cái cuộc sống của chú xuân nó tốt đẹp hơn cái kết quả của chú của xuân có mà ngay ngày cuối của ổng anh mía hồi đó anh sống ra yeah, nó như họ nói ô nó không có được thoải mái quấn tùm lum la nhưng mà anh anh, à, anh mía cũng có một chỗ ở có một người ăn có người lo lắng còn hơn là cái hiện tại đó bây giờ vậy mấy người mình nói để giúp cho anh mía hay là chú xuân á, cái kết quả nó ra sao mình đừng có nghĩ là mình phủi tay mình nói ô mình không có lỗi gì hết có lỗi hết phải không chứ không phải là nói ô đủ thừa lại người kia có lỗi mình có lỗi tại vì mình 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 có một tay để giúp cái hành động đó để cho mấy người này ra đi bỏ cái người kia bây giờ họ thấy thấy cái kết quả của họ không đó bây giờ không đi ngồi vượt lại đến cái người Andy uh, SCN cũng vậy nó thấy ông bà cô chú anh chị em khác cái gì vậy hả phải không hồi đó nó nói tới để nó giúp anh Lộc Rồi kết quả của anh Lộc nó ra sao với ông bà cô chú nó giúp anh Lộc ở chỗ nào thấy không nó lợi dụng thôi cái đó là con thấy con người của mình mình muốn mình bỏ cái tâm mình ra mình làm mình muốn giúp người ta được còn cái này nó không có bỏ tâm nó nó có ý đồ của nó riêng hết nhưng mà thôi sẽ không nói nữa nói bao nhiêu vậy cho, bữa nay cho ông bà cô chú anh chị em nghe thôi có nhiều khi thân coi thấy vợ chồng của yến nhi họ họ, chưa bao giờ thay đổi cái 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 hướng của họ nhưng mà trong lòng của thì thấy được phải không cái hành động của họ họ biết cái nào cũng đúng cái nào sai tới ngày hôm nay thôn thấy họ vẫn giữ những gì họ nói hồi trước cũng họ chưa thay đổi đối với thôn thì thôn tôi trọng mấy người như vậy hơn hơn là một người như thằng Andy vậy á. xin chào ông bà cô chú anh chị em